Rồi, xin kính chào quý vị. Bây giờ là chiều ngày 24 tháng 5 nha. Vừa qua là góc đường Nguyễn Tri Phương với đường Hùng Vương nha quý vị. Trời Sài Gòn đang chuyển mưa. Bên phải là nhà thờ Thánh Jean Jacques. Nhìn xuyên qua bên kia đó là trường Chu Văn An đó vậy. Trước là ngã tư với đường Ngô Quyền. Bên phải là bệnh viện Truyền máu huyết học. Đây là đường Nguyễn Kim nữa vậy. Bên phải là trường Hùng Vương ngày xưa nè. Đây là hãng bia Sài Gòn 333. Đây là góc đường Nguyễn Kim với lại Trần Hoàng Quân. Bây giờ là Nguyễn Duy Thanh đó chị. Bên trái là tiệm sửa xe Xuân Ký, hôm rồi hãng của mình sửa xe đó. Phải đây là sân vận động Thống Nhất, ngày xưa là sân Cộng Hòa đấy vậy. Chiều nay có đá banh nè, vì thấy cái đèn nó sáng. Bên trái là tư xá Nguyễn Kim. Chắc qua đây là đường Vĩnh Viễn vậy. Đây là hẻm Bà Xu Sáu.
đường bán hai ngày xưa là cần bút tỏn cái gì thuộc phường 14 quận 10. Đây là các cái đại lý cấp 1 cái gì, đại lý gốc về nước uống đúng chai nè. Trời còn ráo quay hết gì ha. Không phải là bệnh viện cấp cứu 115, bệnh viện Trưng Dương cái gì, không phải là đường tôi đi thẳng. Đại học Phú Thọ ngày xưa vậy, bây giờ nó gọi là Đại học Bách Khoa Sài Gòn. Đây là đường Lý Thường Kiệt cái gì, ngày xưa là đường Nguyễn Văn Thoại nè. Đây là khu vực quận Tân Bình. Mình đi trái là phường 15 quận 11. Đây là nghe thấy gió nổi lên và không khí có hơi lạnh, hơi nướng cái gì. Sắp mưa à. Phía trên thấy có mưa ở gì. Ở
Rồi, xin phép quý vị leo lại. Vậy thấy người ta dừng lại mặc áo mưa không? Ok, chắc phải mặc áo mưa quý vị ơi. Sorry, anh Kiều xin quý vị clip tiếp theo nha.